Đây là đâu? Diệp đại nhân, có còn nhận ra ta không? Là ngươi. Không ngờ lại là ngươi. Ta là đốc công đài Thanh Vân. Ngươi muốn làm gì? Ông sẽ biết nhanh thôi. Hỡi chiến sĩ dũng mãnh, sinh mạng của ngươi sẽ đốt cháy ý trời. Độc Cô Thiên Hạ, lời tiên tri. Cô nương, cô không sao chứ? Cô tên gì? Diệp Ban Nhược. Diệp Ban Nhược, Đắc Mẫu Ban Nhược, quốc sứ nữ quốc. Quốc thư, quốc thư, quốc sứ cấp trước đi đã. Ngươi làm gì vậy? Đừng sợ, ta là Độc Cô Như Nguyện, giỏi vệ tướng quân của Ngụy Quốc, phụng chỉ đến đón và bảo vệ các cô. Mạnh Hổ Trực, tướng quân, ngài đi trước, ta cắt đuôi chúng. Đúng là hoa khôi đẹp. Đẹp thật đấy. Hoa khôi Trường An quả là có dòng eo uyển chuyển. Tuy là nữ tử A Quốc, nhưng đã mê hoặc không ít Dương Công đại thần đâu. Đừng có mơ tưởng hảo huyền nữa. Đêm nay Độc Cô tướng quân hộ tống sứ giả nữ quốc vào thành. Tuyệt đối đừng để xảy ra hỗn loạn. Có thể xảy ra hỗn loạn gì chứ? Đại thống lĩnh, đại thống lĩnh. Đêm nay Trường An có bổn đại nhân đích thân trực ban. Kẻ nào dám đến gây rối.
Làm gì đấy? Cái người này làm sao vậy? Đạp chúng ta rồi. Làm gì vậy hả? Vội đi đầu thai à? Đứng lại. Đồ vô lại đâu ra vậy? Lén là lén lút thế này. Người đâu? Đưa đi. Rõ. Các người xem, người áo đen ở đâu ra vậy? Người xem, ở ngay đằng kia. Nhìn thấy chưa? Cẩn thận. Hắn đâu rồi? Nơi đó chính là đài thanh dân, nhưng vẫn chưa xây xong. Quả nhiên tráng lệ rực rỡ. Quả nhiên, ở nữ quốc, quốc sứ từng nghe nói đến đài thanh dân. Ý ngại phương Nam ngăn cách sông dị, dáng chiều nhạt nhòa chiếu đài thanh dân. Có lẽ bài thơ văn ca tụng luôn được lan truyền khá nhanh. Không sao chứ? Không sao chứ? Ngươi không sao chứ? Yêu quái, có yêu quái. Chạy mau, chạy mau. Yêu quái, đuổi theo cho ta. Rõ. Liễu đại nhân, đa tạ. Tiểu nương tử, sao bất cẩn thế? Chân của ta trẹo rồi, đại nhân, ngài có thể hộ tống ta một đoạn không? Liễu đại nhân, đưa phần tử cô nương mau mau rời khỏi nơi này. Rõ. Liễu đại nhân, đi nào, đi mau, đi. Chút chuyện nhỏ nhặt này, tướng quân còn phải đến nhúng tay à? Liễu đại nhân, đừng giả mầm nữa. Nếu không có ta kịp thời đến nơi, e là huynh đã chết trong tay kẻ ác rồi. Dù sao cũng tốt hơn lắm lời kẻ ở trước mặt thánh thượng nói cẩm lân sĩ bọn ta ăn cơm vua, làm chuyện không đa con người là huynh chứ gì. Cẩm lân sĩ vốn dĩ nên chiêu nạp dũng sĩ để bảo vệ hoàng thượng và đất nước, nhưng lại thành bệ phóng để tham quan phong tước. Nếu ta không thẳng thắn can gián thì hổ thẹn với vua hồn nơi biên quan.
sớm chiều can gián, ngày ngày tố cáo. Chỉ có huynh là trung thần, kẻ khác đều là tiểu nhân đấy. Quốc sứ cẩn thận, kẻ này rất nguy hiểm. Giao, giao. Thần Độc Cô Như Nguyện tham kiến thánh thượng. Hạ thần Nữ Quốc Tác Mẫu Ban Nhược tham kiến thánh thượng. Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nữ sứ từ xa đến, tướng quân có công hộ vệ. Bình thân tạ ơn thánh thượng, tạ ơn thánh thượng. 7 năm trước, theo lời tiên tri, trẫm tiêu diệt đằng tộc. 7 năm nay, đại ngụy ta mưa thuận gió hòa, dân sinh ổn định, thành Trường An trật tự ngay ngắn, kỷ luật nề nếp. Có thể nói là quốc chủ Nữ Quốc có công rất lớn. Đa tạ thánh thượng khen ngợi. Quốc chủ Nữ Quốc giỏi bói quẻ hung cát, lời tiên tri linh thiêng, có thể dự đoán vận nước. Gần đây cô ấy lại bói một câu khuyên răn cho đại ngụy ta, gửi gắm trong quốc thư. Nay quốc thư được đưa đến nơi thuận lợi, là phúc của đại ngụy ta. Lúc nào mở quốc thư? Cần đợi giờ Tí mùng 1, 7 chùm sao Thương Long phía đông đi đến giữa trời, thì có thể mở lời tiên tri ra. Được rồi, nữ sứ đi đường vất vả, lui xuống nghỉ ngơi trước đi. Độc Cô tướng quân, có thần, nữ sứ và quốc thư trẫm giao cả cho ngươi bảo quản. Nếu có bất trắc gì, trẫm hỏi tội mình ngươi. Nhận lệnh. Nạn nhân Diệp Trí Côn, 1 tháng trước phu nhân chết vì bệnh, con gái duy nhất bị mất tích. Đúng là họa vô đơn chí. Diệp Trí Côn là Diệp đốc công giám sát đại tế kia sao? Đúng vậy. Đại lễ tế trời cận kề, thế này chẳng phải gây rắc rối cho chúng ta à? Ali à, cha đến đâu rồi? Nguyên nhân tử vong thế nào? Phần cổ không có dấu vết, trên người không có thương tích, trong cơ thể không có độc, loại trừ khả năng tự sát, bị giết, bị đầu độc. Chết từ lúc nào? Suy đoán sơ bộ từ độ cứng của thi thể, có lẽ là giờ Hợi đêm nay. Giờ Hợi, nếu ta nhớ không nhầm, quái nhân trước đó ẩn hiện ở Hưng Lạc Phường cũng chết vào giờ Hợi. Phải. Xem ra quả nhiên là quốc thư giáng xuống, Trường An khó yên. Chuyện sứ đoàn Nữ Quốc bị cướp giết, kẻ gian có phép thuật lạ. Mồng một sắp đến, thần cho rằng không phải lưu dân thổ phỉ hay quân ô hợp, chắc chắn có kẻ xúi dục đứng sau, muốn làm chuyện bất lợi cho đại ngụy ta. Có bắt được nhân chứng sống không? Không. Thánh thượng không cần sốt ruột, chỉ cần chờ đến ngày mở quốc thư, ắt có thể lộ ra nguồn gốc của tai họa, giống như đằng tộc năm xưa vậy. Chuyện cũ không cần nhắc đến nữa. Đợi tế trời xong, trời cao sẽ tự đáp lại tấm lòng của trẫm. Nào, từ từ, từ từ, bê nhẹ tay thôi, ngươi nhẹ thôi. Liễu đại nhân, ngài cũng đến rồi. Sao Độc Cô tướng quân lại ở đây? Chuyện này do ta khăng khăng muốn đến xem, Độc Cô tướng quân bèn đến cùng ta. Thì ra quốc sứ cũng quan tâm đến đại thanh dân này.
Lúc ở Nữ Quốc đã sớm nghe nói tế đài thanh nhân của Đại Ngụy cao ngút trời, bất kể là chế tác hay khí phách đều nổi danh thiên hạ. Ta đã đến Trường An thì sao có thể bỏ lỡ dịp may chứ? Đại nhân có gì căn dặn? Diệp Đốc Công chết rồi, vì vậy bắt chó đi cày đến đây xem tiến độ. Đã nghe nói rồi chứ? Mới nghe nói. Nhưng đại nhân yên tâm, cuối cùng sửa chữa xong, trước đại lễ tế trời, đại thanh dân nhất định có thể hoàn thành. Ngày thường lão Diệp là người như thế nào? Chỉ có thể nói là cúc cung tận tụy. Ông ấy thật sự không đáng có kết cục như vậy. Cúc cung tận tụy phải không? Phải. Đại thanh dân này vốn dĩ đã hoàn thiện đẹp đẽ lắm rồi, nhưng để tạo nên đại tế công đức thiên thu, vô tiền khoáng hậu cho thánh thượng, mấy tháng trước Diệp đại nhân lại sửa đổi bản vẽ một lần. Tuy tính tình đột nhiên trở nên nóng nảy, hà khắc với thuộc hạ, nhưng ông ấy hao tâm tổn sức bắt kịp tiến độ, một lòng vì diệt nước, bọn ta đều nhìn thấy cả. Quốc sứ, mời. Tướng quân đưa ta đến đây có việc gì? Chỉ muốn cho quốc sứ biết quốc thư ở đây, có thể yên tâm. Quốc thư được bảo quản ở phủ Độc Cô, dĩ nhiên là an toàn tuyệt đối. Tướng quân đã bận tâm rồi. Tướng quân có ý gì vậy? Nghe nói sứ đoàn Nữ Quốc ngoan đạo tu hành, xưa nay không giỏi võ nghệ, không ngờ ban nhược cô nương lại có nghiên cứu môn võ ngũ nguyên tiểu cửu thiên của Đại Ngụy ta. Bọn ta đi xa ngàn dặm, đường xá hiểm trở, không có chút ngón nghề trong người, sao có thể đề phòng vài kẻ tiểu nhân nào đó còn muốn ngụy biện? Nếu ta nhớ không sai, kế thất của Diệp Trí Côn, đốc công đại tế thanh dân, chính là người kế thừa phái ngũ nguyên tiểu cửu thiên. Ta không biết huynh đang nói gì. Chỉ bằng cô nói cho ta biết, Diệp gia Trường An, sứ đoàn Nữ Quốc, cô muốn có liên quan đến bên nào hơn? Nếu ta không nói, huynh làm gì được ta? Cô, nếu lời huynh nói đều là đúng, huynh sẽ làm hại ta thật sao? Huynh đã phân tâm tài mọn giặc giảnh, Độc Cô Như Nguyện. Ta tên Diệp Thiên Giao, Diệp Trí Côn chính là cha ta. Ali à, thế nào rồi? Cổ tay và mắt cá chân sưng tấy, da nát rửa, cơ bắp chân teo lại, mạch máu tắc nghẽn, cột sống cong. Có lẽ hắn từng bị giam cầm nơi nhốt chật hẹp nhỏ bé. Loại vảy rắn này không mọc ra tự nhiên, cũng không phải bệnh lý. Điểm này lại rất kỳ lạ. Có thể xác định thân phận người này không? Ngón tay hắn thon dài, mềm mại, chưa từng làm việc nặng nhọc, nhưng lòng bàn tay và ngón tay có vết chai, có lẽ là thợ thủ công. Hai người nhanh chóng đến công bộ điều tra xem gần đây có người thợ nào mất tích không. Rõ. Mấy tháng trước cha ta đã đột nhiên mất tích một đêm, sau khi trở về thì đổi tính đổi nết giống như hai người khác nhau. Nhưng vì lúc đó thời gian sửa chữa xây dựng đại thanh dân không còn nhiều, vì vậy ta và nhị di nương còn tưởng rằng ông ấy sợ không thể hoàn thành đúng hạn nên mới nóng lòng.
Nhưng sau đó, ông ấy càng trở nên lạnh nhạt với bọn ta. Mãi đến ngày nọ vào một tháng trước, bọn ta đột nhiên cảm thấy ruột đau như xé, mới nhận ra đã bị kẻ khác đầu độc. Thế này khác thường quá. Lúc đó phản ứng của ta cũng như huynh. Nhưng mãi đến khi ta thấy ông ấy xách dao đi tới, ánh mắt lạnh như băng đó, ta mới khẳng định đó chắc chắn không phải phụ thân mà ta biết. Vì vậy ta đã cố hết sức tháo chạy ra khỏi nhà, cũng không biết đã chạy bao lâu, rồi kiệt sức ngất xỉu. Đến khi ta tỉnh dậy mới biết đã được sứ giả nữ quốc cứu. Đây là quốc thư nữ quốc, cô mau mang nó đi trốn, đến thành Trường An giao cho hoàng thượng. Ta là sứ thần nữ quốc, tác mẫu ban nhượng. Đây là sứ mệnh của cả đời ta. Cô đi mau. Ta có tội hay không? Tin rằng sau này thánh thượng tự có định đoạt. Nhưng cha ta thân là đốc công đại thanh dân, nay bị kẻ gian giả mạo, bên nào nặng bên nào nhẹ, tin rằng tướng quân tự có phán đoán. Còn cái này nữa, đây là vật mà người dạy rắn trao cho ta trước khi chết, ngay cái hôm vừa vào Trường An. Chuyện này quả nhiên rất kỳ lạ. Mạnh Hổ Trực, có. Kể từ bây giờ, quốc thư sẽ giao cho ngươi. Tướng quân, nhỡ như có gì bất chắc, sẽ can hệ đến tính mạng của cả nhà ngài đấy. Ta tin tưởng ngươi, mới giao mạng cho ngươi. Đợi lát nữa ta và Diệp cô nương đến phòng khám nghiệm một chuyến. Rõ. Ta nói này, huynh đàn ông đàn an, thi thể còn chưa bắt đầu thối rữa đâu, mà huynh đã sợ mùi đến mức này. Tiến bộ lên đi có được không? Đâu phải cô mới quen ta ngày đầu tiên, cô không biết mũi ta thính lắm hả? Thôi được, nói xem vụ án của Diệp Chí Côn có manh mối gì không. Không hề có đầu mối. Nghe những thuộc hạ kia nói, gần đây người này tính nết thay đổi, tính tình kỳ quặc. Nghĩ cũng phải, ngày tế trời cận kề, nếu không thể hoàn thành đúng hạn thì sẽ phải rơi đầu đấy. Một cô gái mà thôi, hoàng thượng lại xây dựng rầm rộ vì cô ta. Đúng là cô điên rồi à? Không muốn sống nữa sao? Buông ra, đây là địa bàn của ta, ta muốn nói thế nào thì nói. Cô im đi cho ta. Cô Độc Cô Lan, đã lâu không gặp. Cô xem thử. Là mấy sao? Xem ra quốc sứ đại nhân cũng quan tâm đến cái chết của Diệp Trí Côn. Ông ta không phải Diệp Trí Côn. Cái gì? Vậy hắn là ai? Để ta nói các ngươi nghe. Trận chiến chấn động xảy ra mấy hôm trước, lúc đó ta và tướng quân đi cứu sứ giả nữ quốc, một toán người áo đen đông nghịch sắp sửa ám sát sứ giả nữ quốc. Vào thời khắc then chốt nhất, hổ gia ta bay từ trên ngựa xuống, bùm bùm bóp bóp, tất cả ngã gục. Vì vậy nhất định phải trông coi quốc thư cho kỹ, biết chưa? Rõ. Ai? Bắn tên. Lại là các ngươi. Còn muốn chạy? Đuổi theo. Rõ.
Tiểu Phong, Tiểu Phong, Liễu Trường Phong, huynh đứng lại cho ta. Các ngươi làm vậy là phạm tội khi quân. Nếu ta không bẩm báo đúng sự thật với thánh thượng, toàn bộ Cẩm Lân sĩ bọn ta đều sẽ phải gánh hậu quả. Bây giờ huynh có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, lập tức đến tố giác bọn ta trước mặt thánh thượng. Thứ hai, tạm thời ném chuyện này xuống, đợi sau khi ra rõ vụ án người dạy rắn Diệp Trí Côn, hẳn xin thánh thượng xét xử, bảo ta đưa ra lựa chọn. Hay lắm, bây giờ ta sẽ chọn đi tố giác các người. Huynh đừng manh động. Sao nào, chỉ cho phép hắn thẳng thắn can gián, không cho ta làm trung thần một lần à? Thật sự xem Cẩm Lân sĩ bọn ta ăn cơm vui làm chuyện không ra con người à? Ta, Liễu Trường Phong, hiện giờ bốn người chúng ta đều đứng về phía thánh thượng, nhưng có lúc trung quân báo quốc không thể hành sự lỗ mãng. Mấy lời tốt đẹp đều để huynh nói hết. Nói không quan trọng, làm mới quan trọng. Đây là địa bàn của Cẩm Lân sĩ huynh. Cách làm của huynh can hệ đến lành dữ của rất nhiều người. Thôi, cô kia, Diệp Thiên Giao. Đúng đúng đúng, cô nói xem. Hổ gia, Hổ gia, ngày về rồi. Các huynh đệ đều lo chết đi được. Đuổi theo cả đêm, vẫn để chuồn mất. Quốc thư có an toàn không? Mọi chuyện đều bình thường. Sau khi Hổ gia đi, phủ độc cô không hề có gì khác thường. Vậy thì tốt. Hổ gia, không ai được mở cánh cửa này. Quốc thư này can hệ đến tính mạng của cả nhà Độc Cô tướng quân. Nếu có gì sơ suất, chúng ta đều sẽ rơi đầu. Đánh ra. Hổ gia, ngài xem, chẳng phải đang yên ổn đây sao? Đã vậy thì ta yên tâm rồi. Ta đã khám nghiệm kỹ thi thể của nạn nhân, không hề phát hiện dấu vết dịch dung. Diệp cô nương, cô không biết đấy thôi, Ali tuy tướng mạo bình thường, nhưng trong thành Trường An này, người nghiên cứu chuyên sâu về thuật dịch dung, cô ấy nhận mình đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất đâu. Nói tóm lại, người trong phòng khám nghiệm chắc chắn không phải phụ thân của ta. Được rồi, đừng tranh luận nữa. Các người nói xem, người dãy rắn kia và Diệp Trí Côn giả đều chết vào giờ hợi. Chuyện này hơi trùng hợp quá đấy. Theo như huynh nói thì chỉ có một loại khả năng, hai người họ bị một loại tà thuật nào đó đánh cháo cả gương mặt và toàn bộ cơ thể. Quan đường, trong thiên hạ sao lại có tà thuật như vậy? Tà thuật, ta không chắc chắn. Ta chỉ nhớ mang máng, mấy năm trước lúc sắp xếp tài liệu, hình như đã thấy trong một cuốn sách cổ nào đó ghi chép về tà thuật kiểu này. Tướng quân, Độc Cô tướng quân, có chuyện không hay rồi. Chuyện gì? Quốc thư, quốc thư mất rồi. Lão thần cho rằng chắc Độc Cô tướng quân sẽ không tự trộm đồ, chẳng qua là nhẹ dạ tin lời kẻ gian. Không thể nào. Hổ Trực theo ta chinh chiến nhiều năm, trước nay một mực trung thành. Hắn không phải kẻ gian. Hắn không phải kẻ gian. Vậy chẳng lẽ là ngươi? Thánh thượng bớt giận. Tướng quân, quản lý thuộc hạ không đến nơi đến chốn vốn là do ngươi tắc trách. Nếu hôm nào đó lên chiến trường thì hậu quả sẽ khó lường đấy. Chuyện này căn hệ đến giận nước của đại ngụy ta. Trẫm tạm thời dừng mọi việc quân của ngươi. Trước mồng một phải tìm lại quốc thư. Liễu Trường Phong, có thần. Cẩm Lân sĩ cố hết sức hợp tác. Nếu không tìm lại được quốc thư, hai người sách đầu đến gặp. Rõ. Chỉ có một cánh cửa này. Lúc người đi ra ngoài, các ngươi không nhìn thấy sao? Tướng quân, lúc đó bọn ta tuần tra ở sân trước, nhìn thấy người mình thì không dám hỏi nhiều. Vậy nên các ngươi liền thả hắn đi phải không? Bọn ta còn hỏi thăm Hổ gia, nghe nói có lẽ tối nay sẽ còn kẻ gây chuyện, nên bảo bọn ta canh gác sân trước, tuyệt đối không được tự ý rời vị trí. Liễu Trường Phong, ngươi làm gì vậy? Cũng không phải ngươi.
Làm gì thế? Trong phòng này có một thứ mùi rất quen thuộc. Từ đâu ra nhỉ? Mùi máu tanh. Không phải mùi máu tanh. Hình như ta cũng ngửi được. Phảng phất, loáng thoáng. Chắc chắn có. Mũi ta rất thính. Cũng không phải cô. Sao huynh không gửi ta xem? Mùi người chết trên người cô nặng quá. Liễu đại nhân, đa tạ nhé. Liễu đại nhân, đa tạ. Tiểu nương tử. Thì ra là mùi của mấy tiểu kỹ nữ ở Phù Tăng Xuân. Sao huynh còn đến cả nơi như vậy hả? Chuyện này không quan trọng. Ali à, cô tiếp tục ra vụ án Diệp Thiết Côn và người dậy rắn. Có lẽ trong kho công văn sẽ có manh mối mới. Độc Cô tướng quân, thay phục đi. Bổn đại nhân dẫn huynh đến Phù Tăng Xuân mở mang tầm mắt. Sao giờ ngày mới đến vậy? Chúng ta lên lầu ngồi một lát. Uống với ngài một ly. Lâu lắm rồi ngài chưa đến. Không ngờ Liễu đại nhân thường ngày bận bịu công vụ, còn thích ra vào nơi thế này. Hai ta đều là thần tử của một vua. Ta làm thế này cũng là bất đắc dĩ. Gặp dịp thì chơi thôi. Liễu đại nhân, đây chẳng phải tiểu nương tử sao? Độc Cô tướng quân, ngọn gió nào đã thổi hai ngài đến thế này? Bọn ta, đây chẳng phải quốc sứ nữ quốc sao? Đêm nay Phù Tăng Xuân bọn ta quả là nắng xuân mưa móc đều có đủ. Ta nghe nói nữ tử ngoại vực ai ai cũng giỏi ca múa. Đã đến Phù Tăng Xuân, cô không trổ tài là không được đâu. Tài nghệ của ta vậy ta từ chối thì bất kính. Chỉ là tỉ tỉ, đừng cười ta múa rìu qua mắt thợ đấy. Đi đi đi. Bây giờ xin mời sứ giả nữ quốc tặng một điệu múa cho mọi người. Hay, hay lắm. Hay, hay. Hay, hay. Nào, làm gì đấy? Cút ra ngoài, cút ra ngoài. Ra ngoài. Hay, hay, hay lắm. Hay, hay hay. Lão hổ, Độc Cô tướng quân, Mạc tướng đã đợi ở đây nhiều giờ rồi. Ngươi mau giao quốc thư ra đây. Ta nhất định sẽ cầu xin thánh thượng bảo vệ ngươi khỏi tội chết. Tướng quân chớ vội. Uống với Mạc tướng vài ly trước đã. Hay, hay lắm. Múa hay lắm, đẹp quá. Hay, hay. Hay, hay.
Đi mau, giết người rồi. Lão Hổ, lập tức dừng tay cho ta. Lão Hổ, Lão Hổ, Lão Hổ. Đứng yên. Đứng yên. Ta nói này, quốc thư được tìm thấy thuận lợi rồi, huynh còn xỉ cái mặt làm gì đấy? Mạnh Hổ Trực đang cấp quốc thư đến chỗ thánh thượng cũng chỉ có một con đường chết, chắc chắn là hắn bị hãm hại. Sao huynh vẫn còn tin tưởng hắn chứ? Đừng buồn quá. Lão Hổ theo ta vào sinh ra tử suốt nửa đời, ta chưa từng nghi ngờ hắn.
Cho dù hắn đi nhầm đường, lẽ ra ta cho rằng hai bọn ta gặp mặt, hắn nhất định sẽ nghe lời ta. Không ngờ tình thế trói buộc, đến cuối cùng ta không thể không tự tay giết hắn. Có những người rồi sẽ thay đổi, có những người sẽ không. Ta tin Mạnh quân gia, hắn sẽ không phản bội huynh. Không quan trọng nữa, người cũng đã đi rồi. Người đã đi rồi, nhưng thanh danh và danh tiết vẫn còn. Chúng ta nhất định phải tra rõ ngọn ngành vụ án, trả lại sự trong sạch cho Mạnh quân gia. Ta tra ra rồi. Hai rắn đổi mặt, đồng sinh cộng tử. Đây là tà thuật thất truyền đã lâu của đặng tộc. Tương truyền dùng trăng khổng lồ hai đầu, chỉ có ở địa phương làm vật dẫn, trao đổi cơ thể của hai người bị thi triển phép thuật. Trong sách cổ này nhắc đến, trên thân thể người bị đổi mặt sẽ mọc ra dãy rắn, sức khỏe cực kỳ yếu ớt. Người đổi mặt và người bị đổi mặt, thân hình, bề ngoài, thậm chí gồm cả giọng nói cũng giống hệt nhau. Nhưng sự sống chết của hai người đó cũng gắn liền với nhau, đồng sinh cộng tử. Bí thuật đằng tộc, không phải lũ ngoại tộc này bị thừa tướng đuổi cùng giết tận từ lâu rồi sao? Sao còn dám ra ngoài làm loạn? Ali, cô có đối chiếu từng chút một thân hình của người dạy rắn và dịch trí côn giả ở trong phòng khám nghiệm chưa? Không phải tự sát, không phải bị giết, không bị trúng độc, không có bệnh tật. Kích thước thân hình của hai người này thế nào? Hai người vai cùng rộng 11 tấc, cánh tay cùng dài 20 tấc, người cùng cao 5 xích 1 tấc. Xem ra người dạy rắn trước mặt chính là Diệp Thí Côn thật sự. Chắc không sai đâu. Cô xem, ta đã nói ông ta là... Tiên Giao, cha cô sẽ không chết oan uổng đâu. Cô yên tâm, độc cô như nguyện, ta hứa với cô nhất định sẽ tử hình tại chỗ. Tàn dư đằng tộc đứng đằng sau, gây ra sóng gió. Vụ án Diệp Trí Côn liên quan đến đại lễ tế trời. Thế này xem ra người bị đổi mặt không chỉ có một mình Diệp Trí Côn. Độc cô tướng quân, mồng một đã đến, huynh mau mau đến hoàng cung gặp thánh thượng, trình lên quốc thư. Chuyện còn lại để ta làm. Thần nữ muốn rửa sạch oan khuất cho gia phụ, nên bất đắc dĩ. Diệp cô nương có tấm lòng hiếu thảo, tình cảnh đáng thương, xin thánh thượng khai ân. Diệp Thiên Giao, tuy ngươi giả mạo sứ giả nữ quốc, nhưng mà trẫm niệm tình ngươi có công bảo vệ quốc thư, lấy công bù tội, tạm tha mạng cho ngươi. Đứng lên đi. Tạ ơn thánh thượng, đa tạ long ân của thánh thượng. Nếu đúng như các ngươi nói, Diệp Trí Côn và Mạnh Hổ Trực đã bị tà thuật hãm hại. Là tà thuật nào? Tà thuật đằng tộc. Không thể nào. 7 năm trước đằng tộc đã bị Vũ Văn đại nhân dẫn binh tiêu diệt. Tướng quân đang truy cứu trách nhiệm thừa tướng, làm việc không hết mình sao? Cẩm Lân Sĩ đã bắt được một tù binh ở phù Tăng Xuân. Hiện giờ Liễu đại nhân đang thẩm vấn trong ngục,
Tin rằng không bao lâu nữa chắc chắn sẽ sáng tỏ. Ta không muốn làm khó nữ nhân. Chỉ cần cô nói ra nơi ẩn náu của Tàng Dư đằng tộc, Thánh Thượng khoan dung nhân từ, ác sẽ thưởng cho cô được toàn thây. Khoan dung nhân từ, Thánh Thượng của các ngươi chỉ vì một câu tiên tri dớ dẫn đã đuổi cùng giết tận đằng tộc. Chẳng lẽ đây chính là khoan dung nhân từ sao? Ta nói này, một ca kỷ oa quốc như cô, sao cứ luôn mồm nhắc đến đằng tộc vậy? Đằng tộc đã cho các cô lợi ích gì, sao các cô lại... Được rồi, được rồi, cô đứng sang một bên. Ali à, Vương tử và ta là khách quen rồi, cô ta nói chuyện không thô lỗ như cô đâu. Tà thuật của đặng tộc các cô hại người, sớm khai ra tiện cho cả đôi bên. Không biết người đang nói gì cả, bổn cô nương nghe không hiểu. Chị bổn đại nhân sẽ nói rõ ràng với cô hơn chút. Chất kịch độc trong cái quạt này chắc hẳn cô nương hiểu hơn ta nhỉ? Nếu cô còn xa lạ với ta thì ta sẽ tiễn cô lên đường đấy. Với nhan sắc và tài nghệ của cô, đến quỷ quốc vẫn sẽ là hoa khôi. Nói. Dừng tay. Những tàn binh không có chỉ huy này chắc chắn không thể mưu đồ chuyện lớn. Đằng sau bọn họ ắt có kẻ chủ mưu. Các người nghe ta nói, bất cứ ai trong các người chịu cải tà quy chính, khai ra kẻ chủ mưu, ta sẽ cầu xin Thánh Thượng. Không phải không có hy vọng sống sót đâu. Chẳng lẽ các người thật sự ngu muội đến vậy, muốn bỏ mạng oan uổng sao? Liễu đại nhân, đã vậy thì Thánh Thượng có chỉ không tha một ai. Mẹ, áo mây xanh A Sim ráng bạc, phóng tên dài A bắn thiên lang, nắm lấy cung A chặn quả đến, cầm bắt đẩu A rót rượu nồng. Sao đế chưa tỏ, độc cô thiên hạ. Thế này nghĩa là sao? Sao đế chưa tỏ, độc cô thiên hạ.
Quốc sư, thế này có nghĩa là gì? Chuyện này thần không dám nói. Thánh thượng, lời tiên tri rõ rành rành rồi. Ý nói là độc cô như nguyện, có ý bất trung. Không sai. Nhìn lời quốc thư nói, e là họ độc cô muốn vượt trội hơn sau đế rồi. Độc cô như nguyện to gan, ngươi lòng lang dạ sói. Cũng may vừa rồi quốc sư vạch trần ngươi ngay tại trận. Người đâu, bắt lấy nghịch thần này. Thánh thượng cho phép thần bẩm tấu. Thánh thượng, quốc thư tuy có tác dụng hỗ trợ, nhưng việc là do con người làm. Dù là lời tiên tri cũng chưa hẳn đã hoàn toàn chắc chắn. Xin thánh thượng minh giám. Quốc sư thấy thế nào về lời tiên tri này? Bẩm thánh thượng, quốc chủ nữ quốc trước nay chưa bói đã biết, chưa từng nhìn sai đoán sai. Theo như lời tiên tri, dù hiện giờ độc cô như nguyện chưa hài lòng, cũng khó đảm bảo sau này hắn sẽ không nghịch chuyển càn khôn. Ngươi dịch tội một cách vô căn cứ. Như nguyện, huynh nói gì đi chứ? Tướng quân, thánh thượng, độc cô gia của thần ba đời trung liệt, chưa từng có ý định soán quyền đoạt ngôi. Nếu lời quốc thư nói không sai, tội thần sẵn lòng xin thánh thượng xét xử để tỏ lòng trung thành. Tướng quân, tước chức độc cô tướng quân, nhốt độc cô như nguyện vào ngục. Thánh thượng, xin thánh thượng cân nhắc. Đi, thánh thượng. Quỳnh sẽ làm hại ta thật sao? Hoang đường! Sao thánh thượng lại hồ đồ đến vậy? Cô lớn tiếng chút nữa, để bọn họ bắt chúng ta luôn đi. Một ngày trước vẫn là đại tướng quân với một người trên vạn người, chớp mắt đã thành tù nhân. Chỉ vì dõng dạng 8 chữ trong lời tiên tri, có đến mức đấy không? Giúp người khác khi quân phạm thượng, rửa sạch oan khuất cho người ta. Giờ thì hay rồi, tự lôi cả mình vào luôn. Quynh đi cầu xin cho độc cô Lan đi. Ta cũng không nói là không đi mà. Dù là quốc thư này đại diện cho ý trời, ta không tin ý trời gì cả. Các người cũng biết con người của độc cô Lan, sao Quynh ấy có thể phạm thượng làm loạn được? Cô và ta
chỉ là phàm phu tục tử. Phải hiểu đạo lý mệnh trời khó trái. Chưa từng thử thì sao biết không thể lung lay. Cái đấy của cô là gì? Đây là di vật cha ta để lại cho ta trước khi chết. Cứ bắt đầu tra từ nhà ta, ta tin nhất định sẽ có manh mối mới. Còn tra gì nữa mà tra? Đại lễ tế trời sắp đến, cha ta thân là đốc công đại thanh dân, lại bị kẻ gian đàn tộc đổi mặt. Các người có từng nghĩ đến mục đích thực sự của họ không? Nhỡ như đại thanh dân có sập thành một đống hoang tàn, đó cũng là trách nhiệm của công bộ, không liên quan đến Cẩm Lân sĩ bọn ta. Ta biết huynh không phải người ích kỷ như vậy. Ta cũng biết trong mắt Liễu Trường Phong huynh luôn xem Độc Cô Như Nguyện là bạn. Rề rề ra ra. Vậy cô nương, ta đi cùng cô. Ta cũng tắm nắng cả ngày rồi, cũng nên hoạt động gần cốt. Đừng rề ra nữa. Đi nào. Hai người lục soát phòng kia. Rõ. Hai người sang bên kia. Rõ. Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Người chết ở trong kia không phải cha cô. Nào, cha dạy Giao Giao viết chữ. Dân. Đầu tiên cầm bút phải chắc tay. Cô và cha cô thân thiết thật. Rất thân thiết. Ta thì ngược lại. Từ khi ra đời ta chưa từng gặp cha ta. Nhà ta không phải gia đình hiển hách. Từ nhỏ bị bắt nạt không ít. Nếu lần này Độc Cô Lan của cô có thể hóa nguy thành an, có lẽ vẫn còn người để ta cải giả ở khắp thành Trường An này. Chỉ đáng tiếc mệnh trời khó trái. Chúng ta cứ tiếp tục tìm thế này, suy cho cùng cũng chỉ công cốc. Đây là gì? Đây là bản vẽ giám sát đại tế của cha cô. Đại tế có vấn đề lớn. Độc Cô Lan của cô được cứu rồi. Đừng lục soát nữa. Chúng ta đi. Rõ. Oh,
Cô đi mau, ta ngăn chúng lại. Wendy, nhanh hơn, mau mau dâng bản vẽ này lên thánh thượng, bẩm rõ sự thật. Liễu Trường Phong ta sao có thể để một cô gái dặn hậu cho ta chứ? Cô đi mau, đây là nhà ta, ta tự có kế thoát thân. Nếu cô có gì bất chắc, ta ăn nói sao với độc cô Như Nguyện đây? Vậy nếu huynh ấy chết rồi, huynh ăn nói với ai đây? Hiện giờ tính mạng của huynh ấy, thậm chí giận nước của đại nguyện đều đè lên người huynh, có thể quyết đoán như một thống lĩnh được không? Bây giờ huynh không đi, ai trong chúng ta cũng không đi nổi. Đi mau, đi đi. Vậy cô tuyệt đối cẩn thận đấy, nhất định phải thoát thân. Mạnh Quân gia, đừng gọi nữa, hắn chết rồi. Ngươi là ai? Tấm gương cũ cực, chính tông thiên thuần. Ngài là quốc sư sao? Ngài đúng thế. Chẳng qua cả đại ngụy này chỉ biết ta thôi. Các ngươi đừng nóng vội, đợi lát nữa cô sẽ như bọn họ thôi. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Muốn tìm một gương mặt đẹp đẽ thế này đúng là hơi tốn công sức. Liễu đại nhân, Liễu đại nhân, không được vào. Liễu Trường Phong, ngươi thật to gan. Ngươi muốn cầu xin cho độc cô Như Nguyện thì miễn đi. Thần liều chết xông vào tẩm điện của Chiêu Nghi tham kiến thánh thượng là muốn chuyển lời thay độc cô tướng quân. Hắn muốn nói gì với trẫm? Huynh ấy muốn xin thánh thượng giết huynh ấy. Quỳ xuống. Sao lại là độc cô tướng quân chứ? Phải đó, đúng là độc cô tướng quân. Sao thế? Sợ rồi à? Làm thế này tàn nhẫn quá đấy. Làm lấy lệ thôi mà. Đi chuẩn bị nè. Đến lúc tay nghề của cô phát huy tác dụng rồi, chúng ta diễn một bàn gậy ông đập lưng ông. Quỳ đi đâu vậy? Ta à? Ắt có chỗ để đi.
Thánh thượng, giờ lành đã đến. Chỉ trời mới ban ân cho dân, phụng lệnh trời mở mang bờ cõi. Trời có đạo lý rõ ràng, các loài phải thấy rõ mà theo. Phổ độ tứ phương, muôn nước hòa thuận, đặt nền móng hoa hạ, trăm tộc hưng thịnh, chứng giám lòng thành, cúi mình dâng lễ. Quốc sư, ngươi lùi xuống, nếu không ta sẽ giết tên cẩu hoàng đế này. Lùi xuống. Thánh thượng gặp nạn. Cứu giá. Mau, mau. Mau, mau, mau. Vào đi. Đi. Đây là đâu? Nguyên bảo cự để cầu phúc trị bệnh cho một ả đàn bà đau ốm. Ngươi không tiếc xây dựng rầm rộ, quanh năm suốt tháng sửa chữa xây dựng đài thanh dân này. Ngươi có từng nghĩ rằng ngày nào đó ngươi sẽ xa chân vào đây không? Rốt cuộc ngươi là ai? Ta là Huyền Long Tử, đại tế tư đằng tộc. Không thể nào, đằng tộc đã bị ta tiêu diệt từ lâu rồi. Chẳng qua là ta đã mượn gương mặt của quốc sư đại ngụy ngươi. Có điều hiện giờ gương mặt này không còn bất cứ tác dụng gì nữa, bởi vì ta sắp sửa có một gương mặt tốt hơn. Mặt của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Thả ra, thả ra. Ngươi là vua một nước, lại không có tài cai trị thiên hạ, cũng không gánh vác hoạch định đất trời, lại nhẹ dạ tin lời sằng bậy gây chia rẽ của một tiểu bang ngoại vực. Diệt đằng tộc ta. Hồn quân tàn bạo, ngu dốt, hại nước hại dân như ngươi mới là tên giặc lớn của đất nước. Để mưu tính đại kế này, ngươi bất chấp sử dụng yêu thuật hại người. Sau khi cướp ngôi vua, không biết lại có bao nhiêu người chết bởi Triệu Cương đảo điên. Mưu mẹo nham hiểm nhường này, sao đức hạnh có thể xứng với thiên hạ? Dương Đồ Bá Nghiệp là biển máu, một tướng công thành dạng cốt khô, trước nay đều vậy. Đợi sau khi ta vào làm chủ cung Dị Ương, ắt sẽ chăm lo việc nước, giữ nước yên dân, để đại ngụy thoát khỏi quả binh đao. Há chẳng phải tốt hơn ngươi trăm lần? Ngươi không phải cẩu hoàng đế. Thuật dịch dung của Ali cô nương đứng đầu Trường An, tuy chỉ không đến hai canh giờ, nhưng gài dăm ba câu từ ngươi cũng dư sức rồi. Độc cô như nguyện, không ngờ ngươi chưa chết.
Được, đã vậy thì ta sẽ giết ngươi. Chụp lấy. Nơi quái quỷ gì thế này khó tìm thế. Nói nhảm như thế làm gì? Thiên Giao, sao vậy? Độc Cô Lam, mới vài ngày không gặp đã xa lạ vậy rồi à? Không ngờ cô cũng bị tà thuật hại. Cô ta không phải Diệp Thiên Giao, huynh còn không đánh trả đi. Hai rắn đổi mặt, đồng sinh cộng tử. Độc Cô Lam, ngươi có nỡ giết ta không? Diệp cô nương, ta cứu cô ra ngoài ngay. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng sống sót ra khỏi đây. Cẩu hoàng đế, ta phải khiến công tích vĩ đại mà ngươi lập nên cùng sụp đổ theo đài thanh dân này. Dừng tay! Cẩn thận! Oh.
Còn không giúp đỡ, Lưu Trường Phong, ta cho ngươi chạy này. Người muốn làm gì? Ta muốn ngăn chặn cô. Chỉ dựa vào ngươi, không ai có thể ngăn được ta. Đồng sinh cộng tử, Thiên Giao, Thiên Giao, Thiên Giao. Thiên Giao, Thiên Giao. Muội sẽ không chết, muội sẽ không chết. Không sao đâu, không sao. Độc Cô Lam, kiếp sau, kiếp sau gặp lại. Không, không, Thiên Giao. Thiên Giao, thần có một chuyện xin được bẩm báo. Mời Ái Khanh nói. Nghe đồn biên ải Tây Bắc vẫn còn nghịch đảng, thần muốn xin chỉ thâm nhập điều tra và dây quét. Biên ải xa xôi mênh mông, nghịch đảng trôi dạt tản mát. Chuyến này đi không phải chuyện một sớm một chiều đâu. Thần một lòng một dạ sẵn sàng diệt trừ dư nghiệt cho thánh thượng. Được, Ái Khanh trung quân ái quốc, hăng hái chí lớn, trẫm phê chuẩn. Tạ ơn thánh thượng. Đứng lên đi. Độc Cô như nguyện. Có thần, độc cô thiên hạ. Thì ra có nghĩa là người có độc cô có được thiên hạ. Trẫm đã trách lầm ngươi. Ngươi lâm vào cảnh ngục tù, vẫn trung nghĩa vô song, đáng để gửi gắm lòng tin. Trẫm sẽ ban cho ngươi một chữ tín. Từ nay về sau, ngươi sẽ mang tên Độc Cô Tín. Thần Độc Cô Tín khấu tạ thánh thượng ban ơn. Hoàng thượng vạn tuế, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nước, phu nhân gắn lên. Nước, phu nhân sắp sinh rồi. Nước đến rồi, nước đến rồi. Nước, nước, đây rồi, đây rồi. Mau mau mau, nào nào. Sinh rồi. Tốt quá. Chúc mừng tướng quân sinh được thiên kim. Để ta, để ta. Tướng quân
đặt tên cho đại tiểu thư đi. Băng Nhược, cứ gọi nó là độc cô Băng Nhược. Thiên hạ yên ổn, sao có thể diệt dị tộc để hoàn thành? Thiên hạ yên ổn, cần kế thừa ý trời, tôn sùng nhân nghĩa, giảm bớt hình phạt, thông cửa khẩu cầu nối, kính trọng hiền tài như khách quý, yêu dân như con nhỏ. Được lòng dân mới có được thiên hạ.